Chào mừng các bạn đến với xứ sở của những cây thốt nốt. Và hôm nay mời cả nhà mình cùng về Chi Tô để cùng khám phá và tìm hiểu một ngang lẽ một câu chuyện về cây thốt nốt nha. Get go! Mọi người ơi, mọi người biết ông An không? Biết ông An không? Không. An Giang. Và một trong những đặc sản không thể thiếu khi về... Qua đây chú. Một trong những đặc sản không thể thiếu khi về với An Giang đó chính là thốt nốt. Và mình đã gọi ra nước thốt nốt này các bạn. Cảm ơn con nha. Đây đây, thốt nốt. Đây là một ly nước thốt nốt. Mình gọi bà chủ, một ly như vậy là bao nhiêu tiền bà chủ? Ly có cái của nước là 20 ngàn. 20 ngàn cho một ly. Mình sẽ uống thử nha các bạn. Cái này nhất định là các bạn về An Giang là phải thử nha. Ở miền Nam thì ai cũng biết là thốt nốt đặc sản An Giang rồi. Nhưng mà chắc chắn miền Trung hoặc là miền Bắc nhiều bạn cũng không biết đâu. Uống thử này. Thanh mát. Cái vị ngọt ngọt mọi người. Và mình uống cảm giác là rất là mát nha. Và mọi người biết không? Tối ngủ không cần đội nón luôn. Vừa thơm, vừa mát, vừa ngọt. Và đây là ngọt không phải là ngọt của đường đó, mà ngọt đường này là đường thốt nốt, là từ cây thốt nốt. Và đặc biệt á là có mùi giống như là mùi dứa mọi người. Vô mua một thốt nốt mọi người ơi. Vô mọi người ơi. Có mùi giống như mùi lá dứa đúng không? Lá dứa đậm đặc luôn. Vậy nhưng mà cái mùi này, cái này là đặc trưng của sến. Sến này là sến cam chia nó mới thơm như vậy đó. Còn sến của mình thì nó thơm nhưng mà nó không bằng. Sến là cái gì? Cái sến, cái cây sến nó rất là bự luôn, rồi người ta mới đẻo sến nó ra người ta phơi. Ta phơi rồi người ta bỏ vô đây nè, đặng cho cái nước nó thơm. Xong mình nấu chung hả chị ha? Dạ. Vô thốt nốt à? Là chị đã chặt ra thành là cái từng múi như vậy. Rồi sau đó từng múi này là mình thể đây. Mình cào ra. Uống ở đây đi, đem đi. Ngon quá à. Đây, nó sẽ thành phẩm như vậy nè mọi người. Nó giống như là dừa, trái dừa mà dừa non á, nhưng mà là cái này thì nó lại ngon hơn dừa non luôn. Nó giống như là rau câu vậy đó. Ăn cái này là khá đặc biệt nha mọi người. Mà lúc nào mà mình về An Giang thì mình phải mua mấy chai như vậy đó. Mình bỏ trong thùng đá rồi sau đó mình đem lên Sài Gòn. Biết là cái này để được có một ngày thôi, nhưng mà để ngoài trời. Nhưng mà mình đem lên Sài Gòn á, mọi người biết vì sao không? Mình bỏ trong tủ đông á, mình uống dần dần qua ngày luôn mọi người. Là các bạn thấy là mình cực kỳ thích uống nước thốt nốt luôn á. Phải nói là mỹ vị nhân gian là nằm hết ở trong cái ly thốt nốt này luôn á. Phải là cực kỳ là kinh nghiệm thâm niên thì mới lựa được cái loại nào mềm nào cứng nha, chứ không phải mình sờ là mình biết đâu. Bỏ dưới ghế cho con cô. Mấy bạn thấy là ngon quá là mình phải gọi ly thứ hai mình uống luôn các bạn. Cảm ơn cô nha. Đây là cái vị trí mà cái lúc nãy cô chủ đang ngồi cô chặt đó mọi người. Hey, hello. Thốt nốt bán sao vậy anh? Thốt nốt thì anh thấy đây là gì không? Đây một vài đúng không? Đây là một chùm thốt nốt. Thì mình sẽ có những cái trái như thế này đây. Anh lấy mấy trái, em chặt. Cho mình một vài đi. Với lại giờ là trẻ cho mình trước ký mình đem về đi. Một ký đem về đúng không? Đúng rồi. Mình chặt thốt nốt á. Chặt thốt nốt mà chặt mà không mấy là coi như là dính tay nha mọi người. Mình trả lại cho chị chủ. Gì vậy? Mọi người biết là đường thốt nốt là lấy từ đâu không? Từ cây thốt nốt. Nhưng mà không phải là lấy từ trái thốt nốt này đâu nha. Mà chị, nước thốt nốt là lấy từ đâu chị? Lấy từ cái bông. Cái bông rồi lấy xuống rồi người ta nấu 6 tiếng đồng hồ rồi người ta đánh ra nữa đó nó mới thành đường. À vậy hả? Là có nghĩa là cái nước từ cái bông của cây thốt nốt đực. Đúng rồi. Còn cây thốt nốt cái thì sao chị? Cây thốt nốt cái thì người ta chỉ lấy trái thôi. Lấy trái thôi. Còn cây đực thì người ta lấy nước. Tại cây đực nó không có trái. À, cây đực không có trái mà cây cái thì có trái. Cái này cũng ngộ rồi nha. Thì cây cái là sẽ nó tới 20 mấy năm nó mới có trái. Cây bên đó nó 20 mấy năm rồi đó. Ồ vậy hả? Còn mấy cây ở đây là lão hết rồi. Cây bên đây là 50-60 năm hết rồi. 50-60 năm là có trái không anh chị? 20 mấy năm rồi có trái đó. Cây mà trên 20 năm mới có trái. Còn những cây mà nhỏ nhỏ hơn là không có trái nha các bạn. Mà những cây thốt nốt này là để ra trái được á thì phải trồng rất là lâu. Nên An Giang của mình á, những cây thốt nốt chính là bảo vật của An Giang nha các bạn. Cái này mềm vừa ăn thì nó ngon thôi chứ nó hơi cứng tí xíu là không ngon. Một ký thốt nốt như vậy mình sẽ bán bao một từng này một ký là bao nhiêu tiền chị? Dạ một ký 60 ngàn. Một ký 60 ngàn. Có một cái đặc sản nữa mà thốt nốt tươi ra ở đây còn có mứt thốt nốt phải không chị? Này mứt thốt nốt đó. Mứt thốt nốt này bao nhiêu một bịch như thế này? Bịch gì là nửa ký. Nửa ký. Bịch gì là 125 ngàn. 125 ngàn. 120 được không? Rồi ăn thử này. Chị lấy cho em bịch đi.
125.000 nha cả nhà. Đường ăn rất ngon nha. Xin lỗi mà mọi người là cái này mình không có nhận quảng cáo đâu nha. Mà thực sự để đi về An Giang á, chắc chắn là phải giới thiệu để recommend cho mọi người phải ăn thử những cái món này vì đây là đặc sản An Giang. Cái này ăn nó dẻo. Ừ. Nhưng mà cái vị ngọt đó nó vừa phải, nó không có gắt như là mứt dừa nha mọi người. Mình dai á thì ở trong miệng là bắt đầu nó dẻo. Nó dẻo ở trong miệng. Rồi á khi mà bắt đầu mình cảm nhận được cái hương vị đường nó chảy trong miệng của mình á, trong họng của họng á, thì là cảm nhận được cái mùi thơm của thốt nốt. Mà mùi thơm của thốt nốt thì khó diễn tả lắm. Nó là một cái mùi mà giống như là cái mùi của cái gì ta? Nãy chị nói là cây sến hả chị? Sến. Cây sến là cái gì? Cây sến đó là người ta chặt, người ta bỏ vô nước để cho nó thơm á, đặng mà nước mình nó không bị hư á. À, cây sến. Tại vì bỏ cái đó vô một ngày mình lấy được hai lần, sáng tới chiều tới sáng. Là người ta lấy hai lần, còn nếu mà mình không bỏ cái đó vô á thì nước nó mau hư. Còn không mấy nữa là người ta sẽ để tẩy mình để được 2 ngày, nhưng mà để tẩy á uống vô đầu bụng lắm. Nó không có thơm, nó không có mùi vị mà có mùi nó hắc rất là khó chịu. Sến là một cái loại cây rừng lớn hả chị? Đúng rồi. Việt Nam mình vẫn có. Nhưng mà ở đây với một người là chưa biết về cây sến thì mình lại cảm nhận nó giống như là cái lá gì mà hay hấp với lại lá dứa. Thơm như mùi lá dứa. Ừ. Lá dứa là cái lá mà hay hấp với xôi, hay hấp với sữa đậu nành đó mọi người. Nó như mà nó thơm hơn lá dứa rất là nhiều. Nếu mà cho mình một cái so sánh nha thì mình so sánh là như vậy. Nhưng mà cái mùi đặc trưng của nước thốt nốt á thì nó lại thơm đặc trưng là thơm lắm, cho mình một cái vị rất là khó tả mà khi về An Giang phải lên Tri Tôn, lên núi Cám vậy thưởng thức được cái món này đó tuyệt vời. Nói chung là lấy một bịch đem về. Tùy theo, nhưng mà qua Tết mà vô vụ trái á, là ngày chặt 100 mấy 200 ký. Tại vì chặt có nên làm có nên à. Còn ngày thường thì ra gai, ngày bán cho khách giảng lai á, thì ngày mười mấy 20 ký, có ngày 5-7 ký, có ngày 40-50 ký không chừng, tùy theo. Rồi nhà mình có trồng cây thốt nốt không? Hay là... cái này đất mình mua thì có sẵn ở đằng sau mua cả 20 cây, nhưng mà cây đực là nhiều. Cây đực là nhiều. Có mấy cây cái thôi mà mình không biết trèo để cho già luôn à. Vậy hả? Nhưng mà cái cây thốt nốt này các bạn biết là thốt nốt là chỉ có một mình đặc sản của vùng An Giang này mới có đất thốt nốt thôi nha. Chứ còn bình thường ở những vùng khác thì sẽ không có thốt nốt đâu các bạn. Và cây thốt nốt này á chỉ trên 20 năm mới có trái, còn dưới 20 năm thì không có trái đâu. Nên là cái cây này được gọi là cây bảo vật quý hiếm của An Giang. Khi mà làm đường hay là làm đường xá, làm bất kỳ một công trình gì đó mà có cây thốt nốt thì mình phải né cây thốt nốt đó ra. Tại vì rất là quý hiếm nha các bạn. Mười mấy năm rồi đó. Nó lên như vậy đó, hai lá vậy là 3 năm mấy 4 năm rồi đó. Chứ đâu phải là nó dễ sống đâu, cái rễ nó sâu dữ lắm, mấy mét lận. Cái lá mà chút bé vậy là 3 năm rồi. 3 4 năm rồi đó. Các bạn thấy là cây thốt nốt trồng rất là khó sống nha các bạn. Không phải là trồng là muốn sống là sống đâu, mà trồng mấy năm nó cũng không có sống được. Nè, mua là lựa hàng gì nè, là mấy ngon nè. Còn như vậy là cứng rồi nè, thấy không? Nhìn hai màu nó sẽ khác nhau. Ví dụ mình mua mình nói với họ là lấy cho tôi hàng vừa ăn, thì họ sẽ lấy hàng vừa ăn, chứ đừng nói lấy dẻo cho tôi, dẻo nhầm khi là gì. Nó gì giờ đâu có ăn được đâu, nó rất là cứng. Còn gì là ăn rất là ngon. Mềm nữa thì nó nước không. Mình sẽ cho các bạn xem, đây chính là cây thốt nốt con. Mà cây thốt nốt con để lên được như vậy đó là mất khoảng 3-4 năm rồi các bạn. Chị bảo là mất 3-4 năm mới trồng được, có nhú lên được từng này thôi đó. Nhưng mà để chờ nó lớn đi thì cũng phải là mấy chục năm nó mới lớn nha các bạn. Các bạn thấy là để trồng ra được cây thốt nốt này không phải là trồng muốn trồng là được đâu. Mà nó rất là khó luôn á. Rất là khó trồng, nó phải hợp thổ nhưỡng, nó phải hợp với khí hậu nữa. Và cái này, thốt nốt này phải là mọc tự nhiên thì nó mới lên tốt nha các bạn. Chứ còn bình thường mình trồng cũng khó lắm. Rồi, về An Giang thì nhất định là phải thử cái món này nha các bạn. Và đặc biệt là mình ủng hộ bà con cô bác tại vùng đất An Giang này. Bye bye.